Thích Ba La Na. Bởi quan đệ tử vốn con trời canh ngự tòa thiên cung thanh xa hồi cung Ninh Giác chính quán quê nhà danh lam cổ tích một tòa ngôi cao. Cảnh thiên thai quan lớn tuần nghỉ giá vốn đặt bầy từ cổ bao phen xuất nhập trang đài đào lan đi quê xuống vầy thì xương ca trên bát ngát long long xà thể phục mi lốt lốt tam đầu đầu quẩn quẩn khúc mi nghe sầu lên mi lương ban đáo đạt lệnh truyền văn đáo đôi hàng văn sớ dâng lên thương lại văn sớ dâng lên quan về tổng đôi chép biên rõ ràng về cho đôi chữ trang sinh đôi chữ trang sinh về cho đôi chữ trang sinh cửa nhà phú quý khang ninh thọ trường độ cho dũng mạnh khang cường chứng đàn quan về chứng mã chứng đàn sau quan lại chứng 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 tâm cho lòng thành độ cho các họ mình an thân giáo long hầu chi tặng
phòng công. Thank you.
không tranh lên tiếng trả lời. Là quan đệ trôi mời sự xanh. Dòng nước sông tranh đêm ngày vật vật chảy sóng tuôn trào quần chảy về đâu. Chúng con nhớ người tráng sĩ lập lên công ngàn năm ghi nhớ quan lớn tuần người tài cao. Khắp bốn phương xa gần đều biết quan lớn tuần đã dây thần cơ muôn dân đâu đó phục thờ ninh giang thiết lập ngôi đền thờ quan tuần tranh. Dần hạc giá đôi bên quan tuần loạn giá ngự trên sập dòng. Sắc ban phong kim chi tam rơi hay chóc tà sát quỷ trừ tinh tôn quan tuần ngài vạn phép môn linh xa tay tên độ trần gian con được nhờ. Dạo thần thơ ra uy hùng hồ nước uy trời tế độ sinh nhân đông 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 nổi chân đang vân vân thương đồng đồng bang dấu cứu dân dân trừ ta. Khắp gần xa bách quan đi đều phục ai có lòng hưởng phúc hà xa vật vật nạn chưa qua thiếu quan đệ cũng bệnh bệnh đà tan không. Bể cùng sông bể sâu cùng chảy bọn gian tà chạy xa khơi quan tuần ngài dạo khắp mọi nơi khi sang bắc quốc mà lúc luôn chơi chiêm thành bốn phương đều đội ơn nông ca ai có lòng thì xa từ bi phút thôi lại chờ ra đi cưỡi tướng bạch bỏ lên chầu thượng thiên nơi Sao